Bảo là mọi người bảo là tầm đêm có nhiều thời gian dành muốn kiếm tiền online MMO miễn phí thì tìm kiếm. Mọi người bảo là đêm live tốt lắm mà sao mình live đêm sao mình chẳng thấy có gì tốt ấy nhỉ? Mà toàn người Việt Nam dữ vậy. Khó chịu thật đấy. Đâu gì mà toàn thấy người Việt thôi vậy. Là cái gì? Là cái gì vậy? You still not sleep? Why not sleep? Đêm là nửa khuya con. Nửa khuya thì bây giờ
bây giờ cũng là 11 giờ Anh
Điên hết cả người, làm ăn khó chịu. Waiting for you in the in place. Very nice. You waiting me? What do you want? Why you waiting me? Em thề luôn, em bực mình khó chịu vãi. Mà có căn bản là hôm nay em rút tiền tiền quà ấy, thì hôm nay là ngày 15 em rút tiền quà, thì nó bắt là phải trả lại 5% phí. 5% phí là 200.000. Arigato gozaimasu.
15% thì ra 200.000. Thế mà lúc đấy em bực mình quá, em tắt điện thoại luôn. Em bảo là thế thôi mẹ nghỉ mẹ luôn đi, không like lủng cái gì nữa. Em bực mình em tắt điện thoại luôn. Đến xong rồi nó bảo là thế đi trả tiền đây, banh tiền đây. Mà trong khi nó không gửi số tài khoản cho em, xong rồi nó còn dọa em là dọa phốt, không trả tiền là dọa phốt. Mà trong khi này có đúng 200.000. Cái lúc đấy em rất là bực mình và em không nghe điện thoại nữa. Đấy, chưa gì nó đã dọa em như thế rồi mà có 200.000 như thế. Hãy làm ăn chứ hiểu sao luôn. Xong rồi nó kiểu tăng từng giây từng phút lâm một ý. Kiểu một giây em đi PK cũng nói, xong rồi một phút mà em không ở trên live cũng nói, thế nào cũng nói. Em thề luôn, tăng xong với bọn này luôn ý, khó chịu thật. Hemi Phai Sàng, thôi mọi người lại đi đâu mất rồi. Mà Bigo này là 70-30 hay sao á, nghĩa là mọi người tặng quà vào thì bọn em chỉ được 30% thôi. Xong rồi lại còn mất thêm 5% phí quản lý nữa. Nói thật ra là ở tính như thế này bọn em có được bao nhiêu đâu. Rất là bực mình. Mẹ.
Hả? Nhắn gì đấy? Nói chung là app mà bên nào chẳng thế. Kể cả bọn anh tải app về bên kia, anh tải app về thì bọn nó cũng được tiền mà.
Ôi, em thấy live đêm có vẻ không vui lắm ấy. Hand me 5 star please. Ê Bút, có thể sao mình giảm mất live đêm có chứ? vẻ không vui nhờ, mọi giọng người nói đi đâu của hết Sissy rồi ạ. từ PS giúp tái tạo hình dạng nhạy cảm với tác động từ tháng, biến cơn ê bút thành cảm giác dễ chịu. Dòng sản phẩm cho răng nhạy cảm Sensitive từ chuyển sang bên này. Ui, đau quá. Nhìn cái comment nó chạy nhanh quá mà em không để lướt, em không đọc được luôn. Nhắn gì đây? Thank you. I want kiss me. Give me one kiss me, please. Oh, em chả biết luôn, em chả đọc được gì luôn á. I want kiss me. Trời còn 4k nữa. Mọi người ơi, cho em xin một sao đi mọi người. Phi hoa mẹ. Cảm ơn mọi người ạ. Anh Luật đi ngủ muộn thế. Nó kêu là hôm nay nó không trả tiền cho em, nó bắt em phải banh lại tiền cho nó. Idol nhỉ, đẹp lắm. Cảm ơn anh Phi hoa mẹ.
Em ơi. Cảm ơn anh, mọi người ơi, giúp em 5 sao nha mọi người. Anh ngủ muộn thế. Nó kêu hôm nay nó không trả tiền cho em. Nó bắt em phải banh lại tiền cho nó vì nó sợ em quỵt của nó 200.000 anh ạ. Mà nó sợ em quỵt của nó 200.000 nên là nó dọa em là nó sẽ phốt em. Bởi vì sợ em quỵt 200.000 của nó. Thấy ghê chưa? Ghê chưa? Hả? Tiền lương nó không trả em. Xâm địch là thằng đèo đó đấy. Tiền lương nó không trả em. Ừ đó. Vậy đó. Có hôm trước nha. Có hôm trước em like mà cái hôm mà anh ơi, không biết là anh không có nhớ không, cái hôm mà em mệt quá xong rồi em đi ngủ á. Cái hôm trước mà em mệt quá xong rồi còn mấy phút nữa xong em treo ấy. Em treo để cho đủ giờ ấy. Thế là nguyên một cái hôm đấy em không có được, em không được trả tiền luôn. Em không được trả một xu nào luôn. Mà hôm đấy em rất là mệt. Nó bảo là em ơi em cố đi. Ok em cố em chỉ treo một mấy phút cuối thôi và nó không trả tiền cho em một đồng nào. Kiểu mẹ thì đéo nào cũng nói được ấy. Một giờ 200.000 anh ạ. 400.000 2 giờ. Anh thấy nó có rẻ mạt không? Có thằng kêu em lừa gì? Lừa đảo gì? Em lừa đảo gì? Ôi anh ơi, anh tích hết nó ra luôn anh ơi. Ai mà mấy cái level vừa vào vẫn nghe anh tích hết ra anh ạ. Thì em không welcome room nhà em với những người đấy. Em ghét lắm. Chịu từ lòng. Kệ nó đi mà cứ... Ừ. Cứ kích. Cứ thẳng tay kích hết. Ai bảo chắc là lúc đấy anh lấy nick mới. Xong rồi anh nói đấy chắc là anh hiền. Anh cũng không biết là anh kích hết. Đấy cứ như anh hiền ấy. Không cần phải nói cái gì hết. Kích. Mời sang dung tác. Lào nháo là đi cho đi hết không chơi. Anh Long không được. Anh Long em không cho làm admin đâu. Em nhiều admin quá rồi thề luôn loạn á. And when you're done, I'll make you do it all again.
Em thích xong rồi em block nhiều đến nỗi mà kiểu cái danh sách block của em nó nhiều quá, bây giờ nó không cho em block thêm nữa. Nó bảo là danh sách của mày full rồi, mày phải xóa bớt đi thì mình mới block được. Mày không biết xóa ai bây giờ. Cái gì vậy?
chụp ảnh cho em đi, có quà này đẹp quá à? Thank you. What is it? Sorry. Sorry, what is this? Cái đấy là quà gì vậy ta? Đẹp ghê. So beautiful. Mà em không biết ai tặng cho em luôn. Hả? Anh nói gì đấy? Xin giống 5k cho đủ kìa. Ừ, nhưng mà chẳng thấy có ai cho cả. Happy 5 star. Happy 5 star please. Có ai cho mình Zalo á? Là anh làm qua Zalo Pay ấy, nhưng mà anh phải tải cái app Zalo Pay về. Anh có dùng Zalo Pay không? Nó là một cách như kiểu là liên kết với tài khoản ngân hàng ấy. Vậy thôi. Lộ à? Lộ gì không? Lộ gì không? Ừ thì QR nó cũng là có cái quét đấy mà. QR nó cũng Zalo Pay cũng có cái quét đấy mà. Em xin trăm viên mọi người. Happy birthday. Thế ủa, hẹn hò với ai? Em có hẹn hò với anh bao giờ đâu. Rosino là anh nào vậy? Để anh cho một vé xóa. Thôi từ từ anh ạ. Để lát nữa em nhắn Zalo cho nhá. Hand me 5k please. What
Mất mạng rồi. Các bạn nơi nào sạch hơn nhất nhà, phòng ngủ hay phòng khách? Với mình đó là toilet luôn sạch khuẩn và thơm mát. Nhập. Thank you.
Ôi, sớm được ra đảo rồi. Give me 5 star, please. Mình đâu hết rồi. Thôi kệ đi. Give me 5 star. Hình như không có thêm người nữa rồi, em đi ngủ đây. Mọi người không ai chơi với em nữa rồi. Thank you nobody. Give me 5 star. Ừ, có mỗi mình anh thôi mà. Trời ơi, hãy đi 5 star. Em đi ngủ đây thì mọi người đặt cho được một vài viên chán lắm rồi. Hello nobody. I want kiss me. Thank you nobody. Em không đủ 5 sao rồi. Còn có 15 phút nữa thôi, không kịp đâu. Thôi đi ngủ. Không cố được. Nobody, I want kiss me. Ừ, em ngủ thôi. Mai còn đi sớm.